Đã thả dây nhá. Tết mùng 6 nha. Thả hai ông châu giao lưu. Bên nhá nó bên rồi qua trái nhồi là tao nạp phải nắm cho số tiếng rồi. Xoay luôn. Rồi. À tu hổ một trận ơi, lên cho tôi thử tìm mặt tôi ơi. Ê. Sai lại ở tê ta yang yun ya lơ lơ. Ô, mẹ mua cho chuẩn đó là tới cho tao tao sáng rau xoài. Mẹ mua cho chuẩn đó là tới cho xoài dùng rau xoài. Mẹ lên cho tiểu phu ơi. Quá tiểu trên cầu chư phu. Quá tiểu trên cầu chư phu. Từ tiểu phu mà phu là tiểu trên cầu cháu phu mà. Con và 500. Ô. Con vàng 500 á. Ô. Ôi. Yo ai, yo tao tụi ăn cơm tao tụi na. Chấp bẻ. Chấp bẻ cả chân cho cút to sẽ là gì. Ai qua cho to tụi đang chấp bẻ to cả chân cho cút to. Tụi răng cao bà bò ta tụi nhuồn ra mẹ đánh chết không chạy đâu. Tao cứ để đi. Chủ cái nó tàng đi. Ôi giời con trông này. Ê già sẽ là đi giới hỏi lột trao dưới nơi. Xong rồi tưởng át lê đây. Đây nhận con đen ai con vàng đây lại con đen 1 triệu. Ok nhớ nhá. Anh Trần Kiên. Anh con đen đúng không? Nếu anh đánh thì anh gọi điện vào số 0985997579 nha. Bao nhiêu cũng nhận hết nha. Con đen còn 1 triệu. Bùi Xuân Khánh. Nhận không, anh gọi điện vào 0985997579 nha anh Bùi Xuân Khánh. Để em nhận cho, còn ở trong này thôi thì em không nhận nhá. Từ Tết đến giờ là trận hôm nay là trận đầu tiên nhá. Đang ở trận bò ạ.
Đây là cùng đẳng cấp với Hải Phòng, đây là không tưới nữa nha. Hải Phòng làm gì tưới? À, đánh ngoài tưới à? Thế thì Hải Phòng chưa bằng đây. À, Bình Phước nha, đây ngang với Bình Phước. Đánh không tưới nước. Chấp mọi thời tiết nha. Con đen 5 lít. À đúng rồi, con đen cửa trên nhá. Đang chấp 6 hiện tại ấy. Nó đùa các bạn chấp chết đấy. À đừng có nghe bình luận viên nhá. Hiện tại là con đen đang chấp nhưng mà các bạn đừng có nghe bình luận viên nhá. Mình đang để các bạn xem thôi. Hai con trâu này ngang tài ngang sức. Đánh dưới 20 phút không lấy tiền nhá. Nhận đi. Lấy đen em. À giờ không lấy nữa nha anh nhá. Con đen nghe nói là đánh gớm lắm. Vừa rồi nghe nói là đánh 50 phút rồi, chưa ra gì. Chưa gì mà. Anh em xem Tết vui thôi. Xem Tết vui thôi. Ngày đầu xuân là không cá độ nhá. Chỉ có là giao lưu vui thôi. Anh em đánh tô phở bát gạo thì được. Đang đánh ở đâu bạn? Đánh ở Bát Chùa nhá bạn ơi. Ôi giời. Đánh ở đâu đó em? Đánh ở bên này anh Ma. Đánh ở Bát Chùa ấy, giờ Bát Chùa. Bỏ lỗ sai. Lỗ sai mà bật tê đâu. Có ai đánh vàng thì theo con đen. Anh Sùng Việt Hoàng nhá, bữa nay là ở đây là nó không nhận đấy nhá. Hai con trâu này là đẳng cấp nhất làng nên là bây giờ không biết ai nhận nó đâu. Anh nhìn đây này. Nó lùi lấy đà chứ nó làm gì có cái thể loại mà phải sợ. Đánh chơi hay đánh tiền vậy? À nếu như anh cá nếu như anh đánh tiền thì nó là đánh tiền. Nếu như anh xem thôi thì là đánh chơi nhá. Kiếm con nào mai em trở qua bên đấy đánh chơi vui tết bên này ế kèo. À con của chú to quá chú gì ạ? Bên này mấy con này nó hơi bé bé nên là không hợp lắm. Tôi chỉ là ái sảnh. À thỏ nó à chỉ là án tỏ nữa. À nói hay. Cảm ơn anh Bùi Xuân Khánh nhá. Do ngày Tết hơi nhiều men nên là nói hơi nhiều. Anh em thông cảm tí. Em qua chất sơn nên bế cũng được anh ạ. À. À để tí anh nghiên cứu nhá. Con của chú to quá nên là anh em bên này nó cứ sợ đây. Ôi thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Ôi giời ơi, đúng là miếng đánh hay và đẳng cấp. Ôi giời ơi. Tiếc là quay không được. Vậy đánh vui thế đấy. Ok để anh tìm cho. Chào Triều Quang nhá, Triều Quang mau khỏe lại về đây xem đánh trâu nhá. Hai thế này mà chú đi nằm viện là buồn lắm. Đấy, đấy, nhìn cái mắt này. Nó là cái mắt thù hận chứ không bao giờ là cái mắt mà muốn chạy nhá. Cái mắt này cái mắt đánh lâu lâu nhá. Đó, những ông trâu non nhưng mà thể hiện được đẳng cấp. Con ai và con ai.
con trùng với lại con của lâu ấy. Đấy, bắt đầu thời gian trôi qua 10 phút à? Khoảng gần 10 phút thì hai con trâu bắt đầu nó thể hiện đẳng cấp. Bắt đầu tung đòn nhá. Có ai đánh đen mình đánh vàng. Ui có nhiều lắm nhá. Những người đánh đen tất cả ấy. Đó, 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 đó chưa? Ôi giời, các bạn thấy chưa? Đánh đen. Anh Văn Dầu ơi, anh nhắn tin cho Bùi Xuân Khánh đang đánh đen nhá. Trong cửa trên không biết đâu chú ạ. Giờ bắt đầu con vàng đó tung ra đòn quyết định đấy. Nó bình luận đây à, nghe nói là ai đi con vàng thì tất cả dồn hết là nhắn tin cho cái nick Facebook là Xuân Đắk Lắk nhá, anh đang xả tiền nhá. Anh em cứ bình tĩnh nhá. Nếu như người nào có việc gì làm thì cứ đi làm xong việc rồi quay lại vẫn còn đánh nhá. Đúng rồi. À. Còn nếu như mà anh em đang làm mồi thì cứ làm mồi xong rồi mới vào xem vẫn được nhá. Hai con trâu này để cứ từ từ. Hiện tại là mới là 3 giờ rưỡi. À 5 giờ thì anh em có thể bắt trâu. Liên kết cho mình 5 lít, gửi cho nhau số tài khoản. Anh đi con vàng á? Anh à, nhắn đi. Nhưng mà anh đâu có nhìn được đâu. Anh không phát trực tiếp mà. À, anh có tài khoản Facebook Xuân Đắk Lắk không? Không thì anh nhắn tin vào Xuân Đắk Lắk nhá. Trận đánh hay. Đúng rồi, trận này cực kỳ hay. À, đánh dưới 20 phút không lấy tiền nhá. Anh em bên ngoài cứ nhớ là thế nhá. Anh em có bắt anh em có bắt một tô phở thì đánh dưới 20 phút không lấy tiền nhá. À, còn trên 20 phút thì mới lấy tiền. Bởi vì dưới 20 phút thì bình luận viên thua rồi nên không lấy tiền. Ở đâu vậy anh? Ở chỗ hôm bữa con của anh Thái. Ở chỗ Pù Lai Mùa đi xuống dưới chỗ cái bạch đằng đi xuống dưới đây. Chỗ Pù Lai Mùa, chỗ mấy cây bạch đằng đi xuống dưới đó. Anh thông cảm làm mấy thùng bia nên là nói hơi nhiều nhá. Con sạch còn 500. Anh Hòa, con sạch nó chấp sâu quá anh Hòa. Nhưng mà con sạch thua ấy. Đó, 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 thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Ghê chưa, ghê chưa? À, anh Hòa bắt đầu run rồi, không biết anh có run không? Anh gọi điện vào số điện thoại của em ấy. Để em cho người nhận cho với anh. Có người đang muốn đánh nhiều lắm. Hả? Anh Hòa ơi, anh gọi điện vào số điện thoại của em ấy. Để em chốt cho có người muốn đánh ấy. Nhưng mà em đánh nha, hồi nãy em đánh 50 triệu rồi nên em không đánh. Được anh mô. Đây. Thấy chưa? Anh em cửa trên lo mà đi chết đấy nhá. Chuẩn bị con đen chạy này. Cặp trâu này là anh em cứ bình tĩnh nhá. Có việc gì cứ đi làm đi. Tí quay lại xem vẫn được. Cặp trâu này là đánh là hứa hẹn với anh em là đánh dưới 20 phút không lấy tiền. Bởi vì 20 phút mình thua rồi. No vậy ba. Anh ạ,
anh rồi nhờ nhá, nhờ nhá, nhờ nhá. Ok. Tàu lớn, tàu lớn. Chút bỏ cả toa bỏ cái tàu bếp bỏ. Bùn ăn. Dạ. Ơ, có ăn thể tan đóng thì tôi ngắt đây chứ. Đang đánh ở đâu chú sinh? Đủ em ở bên này không? Nếu như em ở trong làng á thì em vào cái chỗ Pula Mùa ở dưới cuối làng ấy. Chỗ mấy cái bài đàn á là nó có một cái đường đi xuống dưới đó, là em đi xuống dưới đó. Làm không bạn? À, bạn có nào nhỉ? Hay quá, đúng rồi. À, trận này là quá hay nha. À, không hay lắm, nhưng mà đánh lâu anh em đừng nhìn lâu. Anh em vào xem nhiều đấy chứ, sao lại ra mấy người rồi? Hay là nói nhiều quá? Mình không nói thì lại không hay, khán giả lại không vui. Mình nói nhiều các bạn lại bảo mình say quá. Con sạch còn tiền, con sạch cố lên. Ok. Nhưng mà cố hết sức rồi anh Họa. Hai con trâu này thì con nào thắng thua vẫn xứng đáng nha. Mình thua 50 triệu vẫn xứng đáng. Trận đánh quá hay. Vâng, cảm ơn anh Tu. Nói vui cho anh em thôi. Ở đây là trận đánh đầu xuân để năm mới đi làm cho nó sức khỏe tốt thôi. Không có tiền bạc gì ở đây nha. Nhưng chứ anh em đồn ra ngoài bảo đánh to quá thì không vui. Có người nhận không 5 lít. À, anh liên hệ vào cái số điện thoại, cái số kênh đi Facebook Xuân Đắk Lắk ấy. Anh ấy đang muốn đánh nhiều. Suối lạnh là con nào anh? Suối lạnh là cái con bẩn đấy, con bẩn bên này này. Giật quá, khó theo dõi. À, rồi, ok. Mình sẽ từ từ qua lại. Do hồi nãy nói nhiều quá này đấy. Chưa ai nhường ai, đúng rồi. Hay quá. Không báo để ra xem. Ui ôi, hai thằng này nó vừa nói xong là nó dắt trâu tới ngay sân rồi. Em đi e lang em mới chạy về còn gần không kịp. Thấy gì chưa? Các bạn thấy gì chưa? Rồi. Con đen ăn rồi nhá. Khả năng con đen ăn nhá. Bởi vì con đen đánh cố gắng hơn. Thường thường là con nào cố gắng hơn là con nào sẽ ăn. Nhưng mà con trâu thì chưa biết nhá. Anh ngồi quay đẹp nhé. Ok, hai con trâu nó xoay mảnh quá, anh ngồi không được. Anh em xem nha. Hai con trâu quá hay. Úi giời ơi. Các bạn thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Thắng thua vui vẻ, ngày đầu xuân. Chứng kiến một cặp trâu hay như thế này. Năm nay anh em mình phải cố gắng lên. Ok, cảm ơn bạn Hòa nhá. Anh em chia sẻ đi, cho tất cả xem nhá. Đây lâu lâu mới có những cặp trâu. Có lẽ sân đây là những cái, có lẽ cái sân này là cái sân mà trâu đánh hay ấy. Cặp nào lên đá vào đây thì đã là đánh hay. Anh em hô lên nào. Anh em yếu quá.
các bạn trên Facebook thông cảm anh em yếu quá hô không được. Mình thì ngày hôm qua hô cả ngày rồi nên là hôm nay mới hơi mất tiếng nữa. Bác theo con nào? Đây theo con vàng rồi. Theo 50 triệu rồi. Giờ thấy sợ sợ nên là không dám theo nữa, không dám bắt nữa. Không sao, không sao. Một chút tổn đá này, một chút tổn đá này. Đấy nha, anh em sợ thua nên là kéo nha. Cố gắng giúp nha. Anh em ở ngoài kia có giúp như thế này không? Mình ở đây thì con nào sắp thua thì thoải mái lấy dây kéo đi đằng sau cùng nha. Chủ châu tưới nước đi, mệt quá. Không tưới nước nha, giao kèo không tưới nước nha. Người ta trả lời nhau thôi mà. Gần thua rồi, chưa đâu nhá. Mình dám cá 5 phút nữa nhá. Hai con trâu này 20 phút chưa? Nếu như đã 20 phút thì bạn mới nói được câu đó nhá. Cố gắng lên em, thắng thua cũng có người ủng hộ. Hai mươi một phút rồi, đúng rồi, thế thì có khả năng thôi đó. Hồi nãy là mình là cá là trên 20 phút không có ai nhận. Ôi, con bùn không chịu nổi. Con bùn 20 phút chưa là gì nhá, vừa rồi đánh 70 phút nhá. Con đen vừa rồi đánh tiếng 2 rồi nhá. Nói nhầm, đó là con đen chứ. Bùn sắt đi rồi. Không biết được. Nói cho vui thôi. Đúng rồi bạn, ở trên này thì cho phép nói thoải mái nhá, không được xúc phạm nhau là được. Ở trên này thì nói con trâu thôi thì cứ nói thoải mái nhá, đừng có bảo thằng xình riêng láo là được. Hai mốt phút rồi, đúng rồi bạn, cặp trâu này là mình đã nói rồi, đánh không ở dưới 20 phút. Sáng nay hồi nãy mình đánh phút 20 phút không ai nhận đấy. Quá hay. Đúng rồi bạn, bạn Hoa ơi, quá hay. Cặp trâu này đánh như thế này thì anh em mình gặp nhau là vui đấy. Yo! Chưa là gì nhá. Chưa quyết định được gì hết nhá. Nhưng mà có vẻ sắp thua thôi. Hai con còn lâu mới xong. Chính xác bạn. Hai con này là hơi lâu đấy. Mình nghi là đánh 3-40 phút đấy. Các bạn chia sẻ cho nhau đi. Quá hay. Đúng rồi. Đánh thì không hay lắm. Nhưng mà nó cứ hay đánh ấy. Nó đánh không biết chạy ấy. Anh em ở xa thì không biết. Nhưng mà mình quan sát theo như mình quan sát đây. Hai con trâu này là chưa có biểu hiện của chạy nhá. Trừ khi nó chạy thôi nhá. Đen không biết mốc. Bạn gì? Đúng rồi, hai con trâu này nó lượng sức thôi. Con nào dai thì con ấy ăn. Ở đâu vậy anh trai? Ở Đắk Lắk ấy. Mà nếu bảo ở Đắk Lắk thì là ở Krông Bông ấy. Đấy, bắt đầu tung ra những đòn quyết định. Nhưng mà có vẻ như vẫn chưa quyết định được. Lực ngang nhau.
đòn đi đòn lại thì còn lâu. Chính xác bạn ạ. Đây. Và ở đây á, là mình xếp những cặp trâu đánh như thế này á, là đánh cho vui xuân. Vì thế là mình đánh những cặp trâu là không đánh đau mà chọn lực thôi. Đấy được. Thấy chưa? Đấy. Ăn miếng trả miếng. Anh xin mình lỗi hay quá. Rồi cảm ơn bạn. Cảm ơn em. Con đen kia có bán không anh? Có nhá. Những con trâu này là con nào cũng bán hết. Nhưng mà không biết bán cao hay bán thấp thôi nhá. Đây. Bạn bình luận rất hấp dẫn. Cảm ơn bạn Minh Hảo. Anh em thấy mình bình luận hay thì cho một cái team like. Với lại chia sẻ cho nhau đi nhá. Cà là một đá đá. Đúng rồi. Ngang tài ngang sức. Chính xác. Thấy chưa? Ở đâu á? Ở Đắk Lắk nhá. Nếu mà ở Đắk Lắk thì là ở bên Giang Hay nhá. Chúc anh năm mới khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Rồi cảm ơn anh Tả Bằng Nhất. Yo! Rồi bây giờ đã qua 20 mấy phút. Và bây giờ hai con trâu đã tung ra những đòn quyết định để hạ đối phương. Nhưng có vẻ vẫn chưa quyết định được. Anh ơi, ok em. Chỗ nào Đắk Lắk vậy? Chỗ Cờ Rồng Bông đấy. Còn biết Giang Hành thì là ở với Giang Hành nhá. Chào năm mới. Anh em khỏe như con trâu và dai như cặp trâu này nhá. Làm ăn như con thắng chứ đừng như con thua nhé. Ở gần nhưng không thích xem trực tiếp nên xem qua máy ảnh. Vâng, anh Chính hay là anh đang có kèo rồi. Chào anh em nha. Đây là những cặp trâu cực kỳ hay. Đấy. Đây. Đây chính xác mới là những cặp trâu lì nhá. Còn những người, những con lì kia không phải nhá. Không được tính. Cảm ơn anh. Anh cũng vậy nhá. Vâng, cảm ơn em. Ôi giời, con vàng chạy nhá, con vàng báo rồi nhá. Ôi giời, anh Hòa đã có tiền. Rồi, vàng chạy. Ôi, chuẩn bị bắt trâu đây. Ôi. Rồi, chào anh em. Con vàng đã thua. Đi rồi. Thua mẹ rồi.